sống cùng đam mê bóng đá qua những mẫu áo cực chất từ UC. Đặt hàng ngay tại ucstore.vn hoặc số điện thoại 089 867 3303. Julian trọn vẹn 3 điểm trước Aston Villa, nhưng Manchester City đã phải trả giá đắt khi tiền vệ quan trọng nhất của họ Kevin De Bruyne gặp chấn thương. Sau 59 phút thi đấu, De Bruyne đã phải nhăn nhó rời sân, nhường chỗ cho Gabriel Jesus. Chia sẻ sau trận đấu, Pep Guardiola phát biểu: "Tôi chưa kịp nói chuyện với đội ngũ y tế, tuy nhiên với cách Kevin đặt tay lên chân, có vẻ như đây là vấn đề liên quan đến cơ. Đây là những điều xảy ra với mật độ thi đấu dày đặc như hiện tại. Nếu như KDB phải nghỉ thi đấu dài hạn, đó sẽ là tổn thất lớn với Man City. Tiền vệ người Bỉ đang là nhân tố không thể thay thế trong đội hình. Hiện tại, anh đã có 3 bàn cùng 10 kiến tạo sau 17 trận ở Premier League mùa này." Không chỉ góp công lớn giúp Juventus giành danh hiệu đầu tiên của mùa giải, Ronaldo còn lập nên thành tích cực kỳ ấn tượng. Theo đó, 3 thắng ở trận tranh siêu cúp Italia rạng sáng nay giúp cho huyền thoại người Bồ Đào Nha cán mốc 760 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Qua đó, số lỗ kỷ lục của huyền thoại Josep Piquen để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử. Ronaldo lập cột mốc 760 bàn sau 1040 trận đấu, trong đó có 658 bàn được anh ghi trong mùa ảo các câu lạc bộ, bao gồm 5 bàn trong mùa Sporting, 118 bàn tại Man United, 450 bàn tại Real Madrid và 85 bàn tại Juventus. Còn lại, CR7 ghi được tổng cộng 102 bàn cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Liên quan đến vụ Messi dính thẻ đỏ lần đầu tiên trong sự nghiệp ở Barca và bị treo giò, doanh nhân người xứ Catalan, ông Jaume Roures đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha trừng phạt Gil Manzano. Theo ông, Messi có thể đã không có pha đánh nguội đối với Asier Villalibre nếu ông Gil Manzano trừng phạt các cầu thủ Bilbao vì họ liên tục phạm lỗi thô bạo với Messi trước đó. Rõ ràng Leo đã phạm một sai lầm mà cậu ấy không nên làm và chưa từng làm trước đây. Nếu ông ta phạt thẻ vàng cảnh cáo các cầu thủ Bilbao, thì chúng ta đã có thể không thấy Messi hành động như vậy. Vì thế, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cũng nên trừng phạt cả trọng tài nữa. Tương lai của Frank Lampard đang như chỉ mảnh treo chuông sau khi Chelsea gục ngã 0-2 trước Leicester. Trận thua này khiến The Blues tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng và đây là thất bại thứ 5 của họ trong 8 trận gần nhất ở sân chơi cao nhất xứ sương mù. Sky dẫn tin Chelsea đã gửi tối hậu thư cho Frank Lampard, yêu cầu đội bóng phải ngay lập tức cải thiện phong độ nếu ông không muốn bị mất việc. Vào hôm chủ nhật này, Chelsea sẽ đối đầu với Luton Town ở vòng 4 FA Cup và nếu tiếp tục xảy chân, tương lai của Frank Lampard nhiều khả năng sẽ được định đoạt. Hiện tại, cựu huấn luyện viên của Juventus là Massimiliano Allegri và cựu huấn luyện viên của PSG Thomas Tuchel đang là hai ứng cử viên nặng ký. Chiến thắng trước Fulham rạng sáng nay đã giúp Manchester United chạm cột mốc lịch sử. Cụ thể, tính cả trận thắng này, quỷ đỏ đã có 94 chiến thắng ở Premier League sau khi bị đối thủ chọc thủng lưới trước. Trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh từ năm 92, quỷ đỏ là đội duy nhất lập được kỳ tích này. Về mặt cá nhân, Pogba đã trải qua một trận đấu khó quên trong sự nghiệp. Trong khi Man United là vua ngược dòng trong lịch sử Premier League, thì Pogba là vua ghi bàn sân khách của quỷ đỏ. Bằng chứng là tính cả pha lập công vào lưới của Fulham, tiền vệ người Pháp đã có 5 bàn cho Man United kể từ đầu mùa 2019-2020. Cả 5 bàn thắng này đều được ghi trong những chuyến xa nhà. Theo nguồn tin từ ESPN, tiền vệ Hussein Aoua mong muốn chuyển đến thi đấu trong màu áo Real Madrid hoặc Barcelona, bất chấp sự quan tâm từ phía Arsenal. Mùa hè năm ngoái, Arsenal đang ở rất gần với tiền vệ người Pháp. Tuy nhiên, cuối cùng thương vụ này lại đổ bể vì lời đề nghị của Arsenal không đủ sức nặng. Đội chủ sân Emirates được cho là vẫn đang dành sự quan tâm sát sao đến tương lai của Aoua. Trong trường hợp vô hụt Aoua, Arsenal vẫn còn một mục tiêu khả thi khác mang tên Emiliano Buendia. Theo tiết lộ từ nhà báo uy tín Fabrizio Romano, Arsenal đã liên hệ đến người đại diện của tiền vệ 24 tuổi. Báo chí Anh nhận định Norwich chỉ chấp nhận nhả Buendia nếu nhận về khoảng 40 triệu bảng Anh.